梦已空，他只告知一生是痛，谁愿意欢笑转沉重，心不再心似作弄，死都已死世似风，不讲也懂，不嘲之讽，期待过一切皆无用，仿佛这世间空气已渐冻，控诉未能控，此刻我最冷冻，决出心里爱，恳请你原谅我，恩怨仇一一诉空，đâu đâu 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 đi hả, đâu lên nữa đi, đừng có đốt mà, đừng có đốt, ta dọn đi, phải ta dọn đi, đừng đốt mà, đừng mà, cứ tôi với, cứ tôi với, đừng mà đốt nữa đi, đâu phải cứ tôi với, mày đốt nhìn lên đi, cả nhà kết chung mà, ha ha ha, đừng đừng như vậy hài lòng chưa, hài lòng chưa, đừng đừng đốt đi, đừng nha, đừng đốt nha, đốt nha, đốt đi. Đúng rồi. Tứ đại quan ác khúc chiết ly kỳ Triều Mãn Thành, trong số đó thảm thiết nhất Thiền Lý Bất Dụng, phải kể vụ án bảy thầy tám mạng, vụ án Lương Thiên Lai.